Mọi người. Các anh chị và các bạn, xin mời mọi người chào nhau, rồi mình sẽ bắt đầu trong vòng 2 phút. Chế độ bạn bè cho nên ít người vào, mình mới chỉnh lại rồi. Rồi, xin chào hết tất cả các anh chị em và các bạn. Bây giờ là 12 giờ 34 phút giờ Việt Nam. Thứ hai ngày 19 tháng 2 năm 2018, có nghĩa là ngày mùng 4 Tết âm lịch năm Mậu Tuất. Hôm mùng 1 thì mình đã xuất hiện để mà mình chúc Tết mọi người, nhưng mà hôm nay ngày mùng 4 Tết nghĩa là Tết cũng qua rồi. Nhưng mà mình cũng xin chúc tất cả mọi người một ngày bình yên và một năm bình yên. Sydney bây giờ thì mùng 4 Tết có nghĩa là bước qua những cái ngày cuối cùng của mùa hè. Ông trời ông cũng còn oi bức vài ngày nữa rồi cây ổng sẽ chuyển sang mùa thu, tại vì mình bắt đầu mình đã thấy những cái cây phong lá đã đỏ rồi, và một cái mùa
mát và lạnh sẽ sắp sửa đến trên cái đất nước Úc. Thì bên phía Bắc bán cầu thì trời sẽ bắt đầu ấm ấm dần dần. Thì đây là một cái điểm giao thoa giữa Bắc bán cầu và Nam bán cầu nếu mà mình xét theo cái thời tiết, cái khí hậu mát. Hôm qua mình mở một cái status. À, xin lỗi là hồi nãy giờ lúc mà mình khởi động cái livestream á, mình vô tình mình bấm trong cái chế độ chỉ có bạn bè thấy, cho nên có nhiều người không có tham gia được. Thì mình rất là xin lỗi chuyện đó, mình đã chỉnh lại thành public, có nghĩa là công cộng, mọi người cũng đều có thể xem. Hôm qua mình mở một cái study, mình lấy cái tên là ý thức. Thì đầu năm mà nói cái chuyện ý thức á, thì rất là nhiều bạn ngạc nhiên. Thậm chí các bạn gửi tin nhắn riêng cho mình nói bây giờ thì quá là muộn màng để mà nói chuyện ý thức. Nhưng mà thực sự ra trong cái xã hội loài người, cái vấn đề ý thức là một cái vấn đề nó không bao giờ là chấm dứt được. Một cái xã hội mà họ càng phát triển, họ càng văn minh, họ càng mạnh mẽ thì cái ý thức lại càng mạnh mẽ. Và cái ý thức là cái mà một cái xã hội tiến bộ họ không bao giờ họ ngưng duy trì chuyện đó. Chẳng những họ không ngưng duy trì chuyện đó mà họ luôn luôn họ đẩy mạnh, họ gìn giữ nó. Thì tại sao mình nói chuyện ý thức? Tại vì theo mình thấy qua những cái biến chuyển của cái đất nước Việt Nam trong vài năm gần đây, mình nói đi nói lại, mình có những cái hành động này kia nọ khác, rốt cuộc cá nhân mình nhận thấy rằng là rất là nhiều cái hành động nó đi từ những cái vấn đề gọi là ý thức lờ mờ hoặc là không có ý thức, hoặc thậm chí có những cái ý thức sai nữa, cho nên nó đưa đến những cái hành động không không có mang cái kết quả gì rõ ràng hết. Phải không các bạn? Riêng mình nói trong cái giới hạn gọi là đấu tranh á, thì mình thấy bao nhiêu năm qua rất là nhiều người kêu gọi đấu tranh, rất là nhiều người trong nước và ngoài nước cũng có những cái hành động đấu tranh. Nhưng mà mình phải xét một cách thẳng thắn, một cách trung thực là liệu những người có những cái hành động đấu tranh họ thực sự họ ý thức những việc gì, và từ những cái ý thức đó họ thực sự họ hình thành những cái hành động gì. Ngay cả những cái lý do để mà họ thực sự đấu tranh nó có đúng chưa? Nó có thực tế chưa? Nó có cần thiết chưa? Hay là mỗi người trong xã hội họ tự chọn cho mình một cái ưu tiên dựa trên một cái cảm tính nào đó, rồi họ đưa đi tới những cái hành động coi như là rời rạc nào đó. Nếu mà mình xét trên một cái xã hội gọi là đa nguyên, một cái xã hội đa văn hóa, một cái xã hội khỏe mạnh, thì tất nhiên mình sẽ thấy là những người dân trong một cái xã hội đó họ có những cái ưu tiên, những cái chọn lựa khác nhau. Đó là cái chuyện bình thường, đó là cái chuyện thậm chí là tốt đẹp. Nhưng mà đối với cái đất nước Việt Nam của mình, trong cái giới hạn của cái chuyện mình đấu tranh, mình đòi lại cái sự công bằng, mình đòi lại cái quyền sống, mình đòi lại cái quyền làm người của cái người dân Việt Nam trên cái đất nước Việt Nam á, thì cái ưu tiên, những cái ưu tiên được sử dụng không có đúng thì nó gây ra những cái xáo trộn, và nó gây ra những cái chuyện mất thì giờ, và nó đưa ra những cái kết quả nó không có một cái lợi lộc gì, nó không có một đưa lại một cái kết quả gì cần thiết và đúng đắn cho cái việc đấu tranh hết. Phải không? Thì cho đến ngày giờ này, có nghĩa là đầu năm 2018, có nghĩa là đầu năm Mậu Tuất, có lẽ là các anh chị em và các bạn cũng phải công nhận với mình một điều rằng là phần lớn người dân ở Việt Nam cảm nhận rất là rõ cái sức ép cuộc sống. Họ cảm nhận rất rõ cái sự đè nén mọi mặt trong cuộc sống. Họ cảm nhận rõ hơn bao giờ hết cái nỗi sợ hãi nó đeo bám vào họ. Hầu như 1.000 người mình trò chuyện riêng tư, 1.000 người đều đều nhận thức cái nỗi sợ ở cái mức độ thấp, cái mức độ nhiều, hoặc là cái mức độ ít, cái mức độ sâu hay cái mức độ cạn. Nhưng mà phần lớn cái ý thức của mỗi cái cá nhân để mà hiểu rõ và hiểu một cách rành mạch về cái chuyện rằng là họ cần thay đổi vì lý do gì,
Vì những cái nguyên nhân gì, vì những cái bản chất nào thì mình lại cảm thấy nó rất là ít. Phần lớn là họ nhìn phương phước ở trên cái bề mặt chứ không có nhìn sâu vào cái nguồn gốc của cái vấn đề. Cho nên hỏi là người cho dù người dân Việt Nam có cảm nhận cái sức ép cuộc sống, họ cảm nhận được cái sự đè nén, họ cảm nhận được sự sợ hãi. Nhưng mà khi mà hỏi là họ có cái ý thức rõ ràng và chính xác về cái chuyện họ cần phải làm gì để thay đổi hay không, thì mình rất buồn là mình phải xác nhận một điều là không, hoặc là rất ít, phải không? Bởi một cái điều ai cũng thấy là người dân Việt Nam cho dù có giãy giụa, có đấu tranh cho đến ngày giờ này, phần lớn họ nhắm vào cái ăn, nhắm vào cái mặc, nhắm vào những cái nỗi khổ ngay trước mắt. Và nó chỉ dừng lại ở những cái hành động và những cái biện pháp ở mức đối phó nhất thời thôi, chứ nó không có đi sâu đi xa để mà nó gột bỏ. Giống như là mình bị có một cái căn bệnh, một cái căn bệnh rất là hiểm nghèo trong người, nhưng mà mình nghĩ là mình sợ, mình không biết cái cách chữa cái bệnh nào, cho nên mình lấy thuốc mình cứ xoa ngoài da để cho mình đỡ đau thôi. Mà thực ra nhiều khi mình bị ung thư xương, nhưng mà mình cứ đau, mình cứ lấy dầu gió mình xoa bên ngoài thì nó hơi nóng nóng tê tê, cho nên mình cảm thấy nó dễ chịu, nhưng mà không có một cái biện pháp để mình chữa tận gốc cái vấn đề. Bởi vì sao? Bởi vì phần lớn những bệnh nhân họ không có cái ý thức cái bệnh ung thư xương đang xảy ra, mà họ chỉ có cái cảm nhận rất là mơ hồ rằng là họ đang bị một cái căn bệnh nào đó, và họ sợ hãi, họ không dám đối diện với căn bệnh để mà họ chữa dứt điểm cái căn bệnh đó, phải không các bạn? Cho đến ngày giờ này, cái tình trạng có rất là nhiều người Việt, mình phải buồn rầu mà mình công nhận rằng là có rất là nhiều người Việt họ thản nhiên họ chấp nhận Việt Nam bây giờ có trở thành một phần của Trung Quốc cũng chẳng sao, phải không? Có khá nhiều người họ nói, họ thẳng họ nói tuồn tuột là như vậy, là bây giờ Việt Nam có trở thành một phần của Trung Quốc cũng chẳng sao. Là do đâu? Là do cái ý thức và cái chọn lựa của họ nó nằm trong một cái giới hạn và trong một cái khuôn khổ rất là hạn hẹp, hay mình tạm gọi là họ tự động họ đặt mình ở trong một cái hộp, rồi họ nhốt họ trong cái hộp đó bởi vì họ sợ hãi, bởi vì họ mệt mỏi, bởi vì họ bất lực, và có muôn vàn những cái lý do khác, phải không? Như vậy cái thực trạng của cái vấn đề ý thức của người dân Việt Nam trên cái đất nước Việt Nam hiện giờ nó rất là giới hạn. Và trong cái quá trình mình trao đổi với nhiều bạn bè thì mình nhận định rằng là cái ý thức giới hạn của người Việt Nam nó giới hạn. Thì có nhiều người vẫn thắc mắc là có những cái bằng chứng nào để mà chứng minh rằng là cái ý thức của người Việt mình nó rất là giới hạn. Thì mình xin ví dụ một số cái ví dụ rất là đơn giản để có những ai mà chưa có hiểu được thì bắt đầu hiểu. Ví dụ bao nhiêu năm qua những cái người dân oan khổ sở, những cái ngư dân cùng kiệt, những người công nhân mỏi mỏi mòn, họ lên tiếng, họ khiếu kiện, họ kêu gào, nhưng mà có mấy người hiểu cái bản chất, cái nguồn gốc nó mang lại cái sự đau khổ của họ. Thậm chí mình có nhiều lần mình coi những cái clip mà đồng bào ở trong nước quay về những cái lần những người dân oan đi biểu tình, đi khiếu kiện, họ la lên đảng ơi, nhà nước ơi, cứu dân. Cái đó là những cái biểu hiện rất rõ họ không hiểu cái bản chất vấn đề, họ không có ý thức được cái hành động của họ. Chắc chắn một điều, họ không hiểu rõ được cái nguyên nhân và cái nguồn gốc của những cái đau khổ nó xảy ra đối với họ, phải không? Chứ nếu như mà họ rõ ràng họ hiểu cái nguồn gốc và cái nguyên nhân của cái sự đau khổ và những cái nhọc nhằn mà họ đã và đang đối diện, nó đi từ một cái đảng rất là tàn độc, đi từ một cái nhà nước rất là bại hoại và bất lực, bất tài, gồm có những cái người gọi là bất lực và bất tài, thì họ sẽ không bao giờ họ mang đảng và nhà nước ra để mà họ kêu cứu. Tại vì làm sao mà đi kêu cứu cái người, hoặc là những cái con người, hoặc là những cái tập đoàn nó gây ra cái đau khổ cho họ được. Nếu như mà đảng và nhà nước là những cái tập đoàn, những cái tập thể mà tốt, thì họ đã không gây cái chuyện đó rồi. Đằng này họ gây những cái chuyện đó hàng bao nhiêu chục năm trên cái đất nước Việt Nam, mà cho đến ngày giờ này vẫn tiếp tục.
Kêu toán lên là đảng ơi nhà nước ơi cứu dân, thì kêu đó là kêu cho ai? Kêu cái ông nào? Phải không? Có nghĩa là mình cho dù mình có kêu cứu đi chăng nữa, ít ra mình cũng phải có ý thức là mình kêu cứu cho đúng cái đối tượng, để cái đối tượng đó họ có thể họ giúp mình. Không có ai mà đi kêu cái bọn cướp đó đã cướp mình, nó cứu để mà bọn cướp nó cứu mình hết á. Cái bọn cướp nó đã cố tình nó cướp mình mà mình còn quay lại mình kêu cứu nó để nó cứu mình, thì làm sao mà có cái chuyện cứu được, phải không các bạn? Đó là một những cái biểu hiện theo cá nhân mình cảm nhận, là nó là một cái hiện rất là rõ về cái nhận thức rất là hạn hẹp. Họ không có hiểu được cái nguồn gốc, cái nguyên nhân của cái nỗi khổ của họ. Mà thực sự một cái người mình đứng bên ngoài mình nhìn vô mình thấy rất là đau lòng chuyện đó. Mình đau lòng không những cái người dân Việt Nam họ khổ sở, mà mình đau lòng bởi vì họ không thấy được tại sao họ khổ sở. Nó cũng giống như là mình nhìn những cái con bệnh họ đau đớn vật vã mà họ không biết là họ bị bệnh gì. Cái đó là một cái điều mà nó khiến cho mình phải nghĩ đến cái chuyện mình phải chia sẻ với các anh chị em và các bạn về cái gọi là cái ý thức. Mặc dù có rất là nhiều người xem thường cái chuyện gọi là ý thức. Cái ý thức nó là một cái nền tảng hết sức là quan trọng để mà nó đẩy tới cái hành động. Ví dụ như mình cho một cái ví dụ khác, ví dụ bao nhiêu năm qua ai cũng thấy là có rất là nhiều người hiểu rõ cái hiểm họa thức ăn, hiểu hiểu rõ cái hiểm họa thức uống và những cái vật dụng độc hại từ Trung Quốc, phải không? Ngay cả bây giờ báo là đảng họ cũng đưa ầm ầm những cái chuyện như vậy. Và ngay cả những cái người dân, trong đó họ có những cái nạn nhân trong cái gia đình họ đang nằm la liệt ở trong cái bệnh viện ung bướu, thậm chí có rất là nhiều người đã chết vì bệnh tật, nhưng mà cái người dân Việt Nam họ vẫn tiếp tục họ sử dụng như thứ đó. Và tệ hơn hết hết là họ tự trấn an rằng là người ta dùng thì mình dùng. Cái đó là một cái điển hình cho một cái gọi là không có ý thức, hoặc là nói một cách nặng nề là vô ý thức, hoặc là có ý thức một cách rất là hạn hẹp, một cách rất là méo mó. Tại vì ý thức là cái đó độc hại, nhưng mà vô ý thức ở cái chỗ rằng là người ta dùng thì mình cũng dùng, đó là vô ý thức. Tại vì người ta dùng người ta chết, mình dùng mình chết, chứ không phải người ta dùng rồi mình cũng không chết, phải không? Cái chất độc nó không có loại trừ ai, mà nó cũng không có giảm cái đô trên một cái cá nhân nào hết. Cho dù 1 triệu người dùng hoặc là một người dùng trên đất nước Việt Nam thì cái ai dùng cũng đều chết, chứ không phải là 1 triệu người dùng rồi thêm 1.001.000 người dùng thì 1.001.000 người không có chết. Cho nên đó là một những cái nhận thức hoặc là những cái kiểu bào chữa nó rất là hạn hẹp, nó rất là ấu trĩ, nhưng mà nó méo mó. Nhưng mà tại sao họ mới nói như vậy? Mình nhìn qua mình phải nhìn lại, mình nhìn lại nhìn qua ở cái chỗ rằng là họ không có một cái chọn lựa nào khác thì họ đành phải chấp nhận như vậy. Nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ, nếu mà con người, cái sự khác biệt giữa những cái con người có ý thức một cách đúng đắn, một cách đúng mức, với những cái con người không có ý thức mà giống như là phó thác phó mặc, thì á nó sẽ sinh ra những cái hành động và nó sinh ra những cái biện pháp khác nhau. Đó là cái chuyện mình muốn nói. Một cái lý do khác hơn nữa, mình đơn giản, rất những cái chuyện rất là đơn giản, thậm chí trên báo lệ đảng, thậm chí trên trên mạng xã hội, những cái hình tượng gọi là đái bậy thì thiên hạ rất là bực bội, bà con chửi rủa rất là nhiều. Hôm qua nay mình thấy trên mạng xã hội có cái hình cái anh nào đó vạch chim xong đứng tè ngay phi trường, thì có nhiều người vô cười cợt lại chửi bới vân vân và vân. Nói chung là cái ý thức của những cái người thấy những cái hình ảnh như vậy họ rất là bực bội, phải không? Nhưng mà thực sự có mấy người trong cái đất nước Việt Nam thực sự ý thức ngọn ngành cái lý do tại sao người Việt Nam đái bậy nhiều? Mình hỏi những chuyện đơn giản, mình không có nói đến cái chuyện gọi là ý thức hệ, mình không có nói đến cái chuyện lý tưởng, mình không có nói đến cái chuyện triết lý cao siêu xa xa vời gì hết. Mình nói đến cái chuyện đơn giản là cái chuyện đái bậy. Bao nhiêu người trên cái đất nước Việt Nam thực sự ý thức cái chuyện đó từ đâu nó xảy ra không?
Bao nhiêu người trên cái đất nước Việt Nam thực sự ý thức là thay vì cái của cải và cái nhân lực của quốc gia để đổ dồn vào cái chuyện xây dựng cái xã hội, xây dựng cái giáo dục, xây dựng những cái công trình cầu tiêu công cộng chẳng hạn, để mà nó giảm thiểu cái chuyện đái bậy, thì cái đảng với cái nhà nước này nó đổ dồn của cải vô trong những cái túi tham nhũng, rồi nó đổ dồn tiền bạc của cải vô trong những cái công trình hư hoại lãng phí, rồi nó đổ không biết bao nhiêu là tiền bạc vô để mà nó nuôi dưỡng, nó bảo vệ chế độ, thay vì nó xây cái nhà 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 xí công cộng cho người dân, thay vì nó dùng những cái biện pháp giáo dục để mà nó làm cho người dân ý thức đó là cái chuyện tầm bậy, đó là cái chuyện hư hoại, đó là cái chuyện không có văn minh, đó là cái chuyện gây phiền nhiễu cho người khác, nó gây mất mỹ quan chẳng những như vậy mà nó gây mất vệ sinh vân vân và vân vân, phải không? Thì cái chuyện mình đặt ra ở đây, ngay cả những cái chuyện đơn giản như vậy, người dân họ bị phản ứng mạnh mẽ bằng cách là họ chửi rủa, họ phê phán những cái kẻ gọi là đái bậy. Nhưng mà thực sự có mấy ai nghĩ đến cái chuyện, cái ý thức nghĩ đến cái chuyện nguồn gốc và nghĩ đến cái chuyện coi như là dẹp bỏ những cái vấn đề đơn giản như vậy đến cái tận gốc rễ không? Rất ít. Rất ít, phải nói là rất ít. Mình trao đổi với rất là nhiều người, mình hỏi vậy theo bạn thì bạn nghĩ rằng là trên cái đất nước Việt Nam cái tình trạng đái bậy như vậy thì mình phải khắc phục làm sao? Thì phần lớn cái câu trả lời là giờ biết làm gì, dân mình nói gì, cái văn hóa của mình nó như vậy, cái đất nước của mình nó như vậy. Những cái câu nhận định như vậy nó làm cho mình cảm thấy rất là buồn và rất là phật lòng. Tại vì cái đó không phải là mình đổ lỗi là dân mình nó như vậy hoặc là cái đất nước của mình nó như vậy. Mà nếu mà những cái con người có cái suy nghĩ tích cực, có những cái con người biết có cái ý tưởng, có cái ý thức muốn xây dựng một cái đất nước thì đã không trả lời như vậy. Mà nghĩ đến cái chuyện à, cái nguyên nhân đó là ABC. Bây giờ mình đã biết cái nguyên nhân ABC, mình có thể mình làm từng bước một để mà từng bước mình dẹp bỏ những cái sự hư hoại đó. Đó là ý thức. Phải không các bạn? Và khi mình trao đổi như vậy thì mình mới nhận ra một cái điều là cái ý thức của con người càng sâu càng rộng thì nó dẫn đến cái hành động ở cái mức độ bền và vững. Cái ý thức mà càng cạn và càng hẹp thì nó dẫn đến những cái hành động ở cái mức độ ngắn và yếu. Tại vì nó không có cái chiều sâu trong đó để mà nó thúc đẩy cho người ta phải đeo đuổi những cái hành động đó để mà đạt một cái kết quả sâu và rộng đúng mức. Còn cái ý thức mà không có nữa thì tất nhiên là chẳng có một cái hành động nào hết. Mà tệ hơn nữa, cái ý thức mà sai thì nó dẫn tới những cái hành động sai. Nó đơn giản là như vậy, cái nguyên tắc là như vậy, tại vì cái ý thức là cái thúc đẩy trong cái suy nghĩ của mình, trong trong cái nhận xét, trong cái tư duy của mình. Thì mình xét theo cái mặt ngôn ngữ, ý thức theo cái tiếng Hán Việt, cái chữ ý là cái gọi là bên trong của con người, mà cái mấy cái ông sính chữ hay dùng cái chữ gọi là nội tại. Còn cái thức là nó là cái điều mà mình biết được. Mà trong cái thức nó đặc biệt là nó có cái bộ ngôn, có nghĩa rằng là muốn có cái thức, muốn có cái điều mình biết thì mình phải nói, mình phải viết, mình phải nghe, mình phải đọc thì mình mới biết được. Đó. Thì muốn có cái ý thức trước tiên là phải muốn nghe, muốn đọc rồi mới đi tới cái chỗ muốn phân tích, muốn tư duy, muốn thẩm thấu thì nó mới có được cái ý thức. Chứ ví dụ như mà mình cứ bàn bạc, mình cứ lờ tịt tất cả những cái chuyện xảy ra xung quanh mình thì làm sao mà mình có ý thức được. Bởi vậy cho nên ý thức là một cái việc rất là khó. Và ý thức là một cái thứ nó đòi phải có cái thời gian và cái sự trau dồi. Cho nên á, cái trách nhiệm của những người đã ý thức nó rất là nặng nề, đặc biệt là những người nói là mình có lòng với cái quê hương đất nước, cái chuyện đó nó rất là khó khăn. Tại vì mình đã nhận thức được cái điều đó thì mình phải có cái trách nhiệm mình giúp những cái người xung quanh mình cũng có cái nhận, họ cũng có cái nhận thức như mình, cũng có cái ý thức như mình. Mà cái đó là nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn, nó đòi hỏi cái sự bền bỉ, nó thậm chí nó đòi hỏi cái sự khôn khéo. Phải không? Mà đặc biệt á, ý thức, hình thành ý thức
đã khó rồi, mà nuôi dưỡng và bảo vệ mà phát triển được cho cái ý thức nó đúng và nó có cái giá trị thì nó lại càng khó nữa. Phải không? Tại sao mình nói đến cái chuyện ý thức? Tại vì cái ý thức đó, ngay cả bây giờ có nhiều người nói thôi lo dẹp, đập đổ cái chế độ cộng sản đi rồi mới nói chuyện ý thức. Mình, cá nhân mình cho chuyện đó là sai. Cái chuyện ý thức là cái chuyện nó đi song hành với tất cả mọi cái việc mình đấu tranh, cái việc mình phải xây dựng. Ngay cả mình muốn đạp đổ cho được cái chế độ cộng sản này, mình phải có ý thức rồi mình mới có cái hành động, rồi mình có mấy những cái kế hoạch đúng mức để mình hành động. Phải không? Rồi sau khi mình đạp đổ cái chế độ cộng sản rồi, cái ý thức nó vẫn tiếp tục, nó hết sức là quan trọng. Lúc đó mình mới có cái ý thức cái chuyện mình xây dựng lại như thế nào. Chứ bây giờ mình toàn là nghĩ đến cái chuyện mình phải chém giết cái chế độ cộng sản mà mình không có một cái ý thức, một cái đường hướng gì hết, thì mình đập nó như thế nào, mình dẹp nó như thế nào. Phải không? Cái chuyện đó là cái chuyện mình phải chấp nhận, là mình phải có ý thức. Mình có ý thức rõ ràng, mình có ý thức sâu dày, mình có ý thức đúng đắn, mình có ý thức giá trị thì mình mới đi tới những cái hành động đúng đắn và giá trị. Đó. Thì ai cũng biết là những cái đứa bé thường thường nó chưa có cái ý thức, tại vì nó chưa có cái khả năng nó phân tích và cái mức nó thẩm thấu kiến thức để mà nó đi tới cái mức mà nó nhận thức, nó suy luận nó chưa có. Đó là những đứa bé. Nhưng mà đối với một cái đất nước, đối với một cái dân tộc, ít nhất phải là 1/3 dân tộc là những người trưởng thành, thậm chí một nửa dân tộc là những người trưởng thành. Thì những cái người trưởng thành đó phải là những người có ý thức, chứ họ không phải là những đứa bé. Bởi vậy trách nhiệm của một cái quốc gia, của một cái xã hội là trách nhiệm của những cái người trưởng thành. Không may ở trên cái đất nước Việt Nam mình đó, cho đến ngày giờ này, có thể có rất là nhiều người tuổi đời rất là lớn, nhưng mà cái ý thức và cái nhận thức cũng giống như những đứa trẻ. Và nói đến cái chuyện đó, nói đến cái khía cạnh nhỏ đó thôi á, mình cũng xin mở ngoặc. Cái đó là cái nó quyết định cái xã hội của mình. Và cái đó cũng là cái chuyện mỗi người Việt Nam cần phải nhận thức, là chính cái chế độ này nó làm cho những con người trong cái xã hội nó đi tới cái chỗ nó què cục và nó thui chột trong cái ý thức và trong cái nhận thức. Đầu tiên là mình phải nhận thức được chuyện đó, rồi mình mới nhận thức rộng ra những cái chuyện khác, rồi mình mới nhận thức sâu hơn những cái chuyện khác. Phải không? Nhiều người vẫn, mình trao đổi có nhiều người vẫn không thấy được, hoặc là họ thấy rất là lờ mờ những cái chuyện đó. Ví dụ như mình trao đổi với những cái bạn sinh viên, những cái bạn sinh viên không có biết được, không có một cái ý thức rõ ràng về cái chuyện mình trau dồi cái kiến thức thật sự, chứ không phải là mình chạy, mình đeo đuổi những cái thành tích mộng mè và giả tạo. Phải không? Nhưng mà có rất nhiều người không có nhận thức điều đó. Nếu họ không hiểu rằng là nếu mà học sinh mà chỉ chạy theo cái thành tích ảo á, mà không có trau dồi cái kiến thức thật, thì trong bao lâu nữa, trong bao nhiêu năm sẽ có những cái thế hệ hoàn toàn rỗng tếch và bất tài. Có nhiều người hoàn toàn không bao giờ nghĩ đến cái chuyện đó, không bao giờ nghĩ đến những cái khía cạnh như vậy. Mình phải có những cái đào luyện, mình phải có những cái giáo dục, thì mình mới có cái chất thật trong cái người, mình phải có cái kiến thức thật trong cái người. Cũng như là trong cái xã hội, bao nhiêu người có kiến thức thì mới dùng được cái mớ kiến thức, cái mớ chất xám đó để mà mới xây dựng một cái xã hội, để một cái đất nước chứ, phải không? Chứ ví dụ như 2-3 thế hệ đi qua, lúc nào cũng đeo đuổi theo những cái thành tích ảo, đến rốt cuộc mình phải đối diện cái chuyện mình phải xây dựng thật, thì mình lấy đâu ra chất xám, mình lấy đâu ra kiến thức để mình xây dựng, để mình làm việc. Phải không? Ngay cả nói chuyện đến cái chuyện mà cái lực lượng gọi là cờ đỏ, hoặc là tuyên giáo, hay là những người yêu chế độ, bảo vệ chế độ đi chăng nữa, nếu mà họ chỉ chạy theo, họ đánh bóng những cái chuyện ảo tưởng, ảo giác, rồi rốt cuộc bây giờ đi tới cái chỗ mà họ còn phải xây dựng cái nền tảng, cái xã hội, cái đất nước để bảo vệ, cái đảng của họ, bảo vệ cái chế độ của họ, họ cũng không có cái thực lực để họ làm chuyện đó. Thì đương nhiên nó phải sụp đổ. Mà nó không sụp đổ thì nó phải làm cho một cái đất nước nó điêu tàn, và người dân phải khổ sở vật vã chứ làm sao.
Cái chuyện đó là chuyện rõ, nó là cái hệ quả, đó là cái hậu quả, nó đi dẫn từ cái chuyện này đến chuyện chuyện kia. Cũng như nói những cái chuyện khác, ví như công dân, công nhân. Nếu mà công nhân họ không có ý thức được cái chất lượng công việc cũng như cái quyền lợi của họ, cũng như cái tương lai của họ nó ra sao, họ được bảo vệ như thế nào, lương phạt như thế nào, quy chế về cái vấn đề xã hội, vấn đề y tế, vấn đề đi lại đời sống, vân 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 vân. Họ không ý thức được cái đó thì làm sao mà họ đòi hỏi cái gì, họ đấu tranh cái gì, phải không? Nếu mà người nông dân không ý thức cái giá trị cũng như cái niềm kiêu hãnh của những cái sản phẩm của mình thì làm sao mà họ có được những cái sản phẩm tốt được. Cái thời xa xưa tại sao cha ông tạo ra không biết bao nhiêu cái loại giống rất là quý, rất là hiếm, rất là ngon, rất là độc đáo. Bao nhiêu nghệ nhân làm chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Đó, mà cho đến ngày giờ này, ví dụ như có lật ra cái trang sách sử hoặc là nhìn lại những cái di tích, có nhiều người trầm trồ tán thưởng. Là tại vì cái thời đó họ có cái ý thức, họ biết gìn giữ, họ biết phát triển những cái giá trị thật. Phải không? Bây giờ hỏi bây giờ mỗi người nông dân không có ý thức về cái chuyện độc hại trong cái sản phẩm của mình. Ví dụ như một cái gia đình nó cứ xịt thuốc để mà chi, để mà trừ trừ sâu. Rồi cái gia đình bên cạnh cũng phải xịt thuốc, rồi nguyên cả cái làng, cái xóm đó, nguyên cả cái thị xã, thị trấn đó nó xịt hết. Thì làm sao mà có cái gì mà nó không độc? Phải không? Có thể là người nông dân, đối với người nông dân đó họ không có sẽ không dùng những cái thứ trái cây hoặc là những cái nông sản trong cái vùng đó, tại vì họ biết đó là những cái thứ đã độc. Nhưng mà liệu họ biết hết tất cả mọi thứ nông sản không độc để mà họ dùng không? Liệu họ biết tất cả những cái sản phẩm khác, những cái vật dụng khác, đồ ăn thức uống khác nó cũng không độc không? Cho nên đốt rốt cuộc từ cái vấn đề trồng trọt cho đến cái vấn đề sản xuất của một cái quốc gia không có cái ý thức về cái chuyện gọi là hư hoại đến cái sức khỏe người khác, thì tự nhiên tất cả mọi người cũng đóng góp trong cái việc tàn phá sức khỏe của mọi người trong cái đất nước gì nữa, phải không? Cái chuyện đó nó rõ là cái ý thức trực tiếp trong cái đời sống nó mang đến cái hậu quả là như vậy. Đó là cái ý thức. Cho nên đừng có nói là cái ý thức không quan trọng. Cái ý thức là cái nền tảng nó quyết định được cái đời sống xã hội có cái chất thật hay là cái chất giả. Nó biến thành một cái xã hội, nó văn minh, nó tiến bộ, nó phát triển, hoặc là nó đẩy cái xã hội đến cái chỗ sụp đổ và điêu tàn, nhếch nhác. Thấy không? Ý thức vô cùng quan trọng. Ví dụ như ý thức của những cái chuyện, những cái người mà gọi là như ông bác sĩ, những ông kỹ sư, những người cầm bút, những cái ý thức của những cái tầng lớp đó nó cũng vô cùng quan trọng. Ví dụ như ông bác sĩ khoác trên người cái gọi là lương y như từ mẫu, nhưng mà ông không có cái ý thức là ông cứu chữa cho những cái người đau đau khổ bệnh tật, mà ông có chỉ có cái ý thức rằng là làm sao mà mình kiếm tiền được, mình rút rỉa tiền được, mình đẻ ra những cái trò này trò kia để mình tự làm giàu được, thì đương nhiên cái hậu quả của cái chuyện đó là nó đem tới những cái sự coi như là tan tóc chết chóc cho bệnh nhân chứ làm sao. Ví dụ ông chơi chích thuốc giả, hoặc là chích thuốc không đúng liều, hoặc là báo cáo, hoặc là tường trình cái bệnh nhân, cái bệnh lý của bệnh nhân tầm bậy, hoặc là điều trị họ sai phương pháp chẳng hạn, thì đương nhiên nó phải dẫn tới cái chuyện họ bệnh tật, họ nặng nề hơn rồi họ chết chóc chứ. Thì đó là cái trọng trách của những cái người nắm trong tay cái sinh mạng của người khác, mà nếu mà họ không có ý thức thì nó chẳng khác như là giết người. Mà đừng nói chi cái chuyện bác sĩ, ngay cả những cái kỹ sư thiết kế cái này cái kia cái nọ, thiết kế cầu đường không có bảo đảm, rút ruột rút vật tư vật liệu này kia nọ khác, rồi đến một ngày một giờ nào đó nó sập cha nó cái cầu xuống, rồi nó chết hàng trăm người hàng ngàn người, thì ai chịu trách nhiệm chuyện đó, ai chịu cái trách nhiệm đạo đức trong cái chuyện đó, phải không? Nếu như mà những cái người mà họ thiết kế, họ xây dựng cái đó mà họ có ý thức về cái vấn đề gọi là sinh mạng của người khác, về cái sự an toàn của người khác, cái sự lâu dài bền bỉ của một cái cơ sở hạ tầng, thì đương nhiên là họ phải hình thành ra những cái việc để mà họ tạo ra những cái kết quả và cái sản phẩm tốt nhất.
Còn cái đám mà nó không có cái ý thức, hoặc là nó ý thức hư hoại, ý thức méo mó, ý thức chỉ hốt tiền vô trong túi á, thì đương nhiên là nó sẽ rút rỉa vật tư, nó sẽ làm bất cứ mọi chuyện để mà nó có thể nó ăn cắp, ăn cướp để mà nó bỏ vô trong túi nó gì nữa. Thì tất nhiên là cái hậu quả nó đem tới những cái hiểm họa khôn lường tới với người dân họ sử dụng những cái cơ sở hạ tầng đó. Phải không? Cái chuyện đó là cái chuyện rõ ràng. Cho nên cái ý thức nó đều áp dụng cho tất cả mọi giới trong cái xã hội. Bất cứ một cái con người nào trong xã hội, dù họ chỉ là người làm công, cho đến những cái người có những cái quyết định quan trọng, cho đến những cái người có cái kiến thức, và đến những người có những cái quyền lực quyền hạn trong tay, tất cả đều phải cần có ý thức. Tại vì mỗi cá nhân trong xã hội không có ý thức, hoặc có ý thức sai là luôn luôn đem lại tai họa cho những người khác. Phải không? Mình nói rộng ra, những người dân trong cái đất nước Việt Nam nếu mà không có cái ý thức, cái quyền làm người của mình, thì đương nhiên tự nhiên phải công nhận, mình phải chấp nhận, mình cung cúc tận tụy, mình phải sợ hãi trước một cái chế độ, sợ hãi trước một cái đảng phái, sợ hãi trước cái bạo quyền. Phải không? Tại vì mình tự động mình bóp nghẹt mình tự động mình hạn hẹp mình, tự động mình đè nén cái ý thức của cái quyền làm người. Thì đương nhiên rằng là cái con người trong cái xã hội vẫn tiếp tục sợ hãi. Mà con người trong xã hội tiếp tục sợ hãi thì cái chế độ độc tài, cái chế độ bạo tàn, cái chế độ dối trá nó vẫn tiếp tục, nó phải tồn tại. Phải không? Cho nên cái gọi là cái ý thức của con người để mà thay đổi cái xã hội, đó là một cái điều tối quan trọng. Tại vì từ đó nó mới nảy sinh ra những cái hành động. Những cái ý thức đó nó đi từ cái chuyện rất là đơn giản mà nó cần phải bồi đắp qua thời gian. Nhưng mà phải có cái nền tảng đầu tiên của cái chuyện ý thức. Những cái quốc gia khác trên thế giới họ cũng bước qua, cũng đi qua cái giai đoạn phong kiến, cũng có vua chúa, cũng có những cái áp đặt quyền lực này kia nọ khác. Nhưng mà tại sao họ vượt thoát qua cái chuyện đó? Mình sống ở nước ngoài mình biết những cái chuyện rất là đơn giản đối với mình. Khi đầu mình qua bên nước ngoài mình sống mình ngạc nhiên lắm, nhưng mà sau đó mình hiểu được cái giá trị thật sự của cái ý thức về cái quyền làm người. Ví dụ một cái ông thủ tướng, thậm chí một cái ông tổng thống, hoặc là một thậm chí một cái ông tướng rất là lừng lẫy, khi mà ông về quê ông thăm những cái người trong một cái làng nào đó, trong một cái thị trấn, trong một cái vùng nào đó, cái dân đó nó có mừng, nó ra nó chào mừng hay nó tiếp đãi, hoặc nó mời ông lên cái hội trường để mà chào mọi người, tại vì dù gì cũng là một cái nhân vật quan trọng, họ vẫn gọi những cái ông tướng đó, ông thủ tướng đó, ông tổng thống đó là our boy, là cái thằng con trai của chúng tôi, hoặc là cái thằng con trai của chúng ta. Tại vì dù cái ông tướng đó có là cái gì đi chăng nữa, vẫn là một con dân của một cái làng đó, vẫn là con dân của một cái thị trấn đó. Phải không? Cowboy đó có nghĩa là cái thằng con trai của chúng tôi, có nghĩa là họ yêu thương, họ gần gũi, cho nên họ gọi cowboy chứ không phải là họ khinh thị. Nhưng mà cái đó để cho mình thấy một cái điều gì? Rằng là cái người dân có cái quyền quyết định cái vị trí của họ trong xã hội. Chứ không phải là một cái ông nào đó tự nhiên ông đi ra, người kia ông đánh trận rồi cái ông lên trước tướng, cái tự nhiên ông biến thành cái ông coi như là ông tướng của cái vùng đó, rồi người ta phải coi quỳ lạy, phải xì xà xì xụp, là phải sợ hãi, phải kính ngưỡng, phải tôn thờ. Cái chuyện ông đi ra ngoài kia ông đánh trận, ông lập công trạng hiển hách thì người ta ca ngợi ông, cái chuyện đó ông đi ra ngoài mặt trận, ông ra ngoài chiến trận, trách nhiệm của ông làm tròn người ta khen ngợi. Chứ không có nghĩa là ông đi ra chiến trận, ông thắng trận về rồi ông được quyền ông ngồi trên đầu người ta. Phải không? Cái đó là cái chuyện gì nó phải ra ra cái chuyện đó. Và cái ý thức chuyện gì ra chuyện đó, nó đi từ cái ý thức, cái nền tảng của cái lẽ phải, cái vị trí của con người trong xã hội. Phải không? Ví dụ như người dân, mình nói một cách cận kề hơn nữa. Nếu như người dân trong một quốc gia không ý thức được cái hiểm họa của cái việc gọi là mất nước, mà chỉ nhìn, chỉ nghe, chỉ thấy những cái gì trước mắt, thì làm sao mà tránh được khỏi cái hiểm họa mất nước? Thấy không?
Có nhiều bao nhiêu người bây giờ chỉ nghĩ đến cái chuyện là làm sao mà mình nhậu ở đâu, mình uống cà phê ở đâu, đúng không? Chân dài chân ngắn như thế nào, sống trong một cái gọi là cái cõi ảo giác, thì làm sao thấy được những cái gì bên ngoài cái cõi ảo giác đó, phải không? Cho nên cái ý thức nó là một cái vấn đề hết sức là quan trọng, mà nó là một cái chủ đề rất là rộng và rất là lớn, có thể mình ngồi mình bàn sâu bàn xa ra để mà hiểu được. Nhưng mà cái căn bản của cái lý do ý thức nó không thể nào mà mình có thể mình gạt ngang ngang qua mà mình xem nhẹ được. Mình nói thật, ngay cả những cái người ở nước ngoài, ở hải ngoại, kể cả những cái người sống khá lâu ở nước ngoài vẫn không có, cho dù có ý thức là cộng sản là cái nguồn gốc của cái sự tàn bạo và hư hoại, và họ muốn đấu tranh để mà họ dẹp bỏ cái chế độ cộng sản, nhưng mà cái ý thức đó, cho dù có cái ý thức đó đi chăng nữa, cũng có rất là nhiều người đánh trật mục tiêu hoàn toàn, phải không? Tại vì họ không có xác định rõ cái ý thức đó, họ không cái ý thức họ nó không có rõ nét để mà nó đi tới những cái hành động trực tiếp và cụ thể. Cho nên các bạn thấy có rất là nhiều người không có nhắm vào cái nguyên nhân nguồn gốc của cái sự tàn bạo và cái hư hoại của một cái chế độ, mà toàn cứ loay hoay đánh vô những cái đám coi như là công cụ chế độ, hoặc là những cái đám gọi là bảo vệ chế độ. Đúng không? Người ta nói là đánh con rắn là phải đánh vô trong cái đầu con rắn, chứ ai mà đi đánh vô trong cái đuôi con rắn, đánh vô trong cái bụng con rắn. Cho nên cái chuyện mà gọi là ý thức, ngay cả trong cái chuyện, trong cái việc đấu tranh của những cái người xem rằng là đã ở hải ngoại, đã hiểu rõ, đã nhận thức rõ cộng sản là cái nguyên nhân, là cái nguồn gốc của cái sự tàn bạo và hư hoại trên cái đất nước Việt Nam. Nhưng mà cho dù nhận thức là được như vậy đi chăng nữa, cái hành động của vẫn 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 bị trật như thường, chứ không phải là đúng đâu nghe các bạn. Từ trước đến giờ mình thấy không không ít những cái livestream, những cái clip toàn là đánh qua đánh lại, đánh qua đánh lại, coi như là đấu khẩu với nhau, rồi coi như là đối chọi với cái đám gọi là cờ đỏ hay dư luận viên là hồng vệ binh. Tại sao phải phí tới giờ với họ, phải không? Tại phải phải cãi cãi rồi phải đôi chối, rồi phải chửi rủa họ ăn chi, phải không? Mình chỉ có hai mục tiêu. Thứ nhất là dẹp cái chế độ này, mà để dẹp cái chế độ này là phải làm cho người dân người ta ý thức và họ nhận thức như mình. Chứ mình đi mình đôi chối với lại cái đám gọi là bảo vệ chế độ thì nó đâu có mang lại kết quả gì đâu, phải không? Có một số bạn nói mình phân tích về cái gọi là cái ý thức của người dân, thế như như vậy thì còn cái ý thức của chính phủ nó như thế nào? Cái ý thức của một cái chính phủ thật sự do dân và vì dân đó, nó còn quan trọng gấp vạn lần. Tại vì cái chính phủ, cái nhà cầm quyền là một cái nhóm, họ nắm trong tay cái quyền lực, họ nắm trong tay cái tài nguyên, họ nắm trong tay những cái quyết định để mà nó thay đổi, nó đưa cái đất nước đến cái chỗ suy tàn, hoặc là nó đưa cái đất nước lên đến cái chỗ thịnh vượng. Nếu như mà chính phủ có cái trách nhiệm làm cho quốc gia giàu mạnh thì cái quốc gia đó nó mới giàu mạnh. Nếu mà chính phủ có cái ý thức là nâng cao cái đời sống người dân, làm cho cái đời sống người dân tốt đẹp thì cái đời sống người dân mới tốt đẹp. Nếu như mà cái nhà cầm quyền, cái chính phủ nó có, họ có cái ý thức gìn giữ cái danh dự quốc gia thì cái danh dự quốc gia nó mới vững vàng được. Còn nếu như mà cái nhà cầm quyền và cái chính phủ nó chỉ có cái ý thức nó phải thu tóm quyền lực, nó phải thu tóm của cải, nó phải bảo vệ cho được cái đảng chính trị nào đó của nó, thì đương nhiên tất cả những cái thứ khác, cái ưu tiên nó sẽ khác đi, nó sẽ thấp đi, phải không? Nói chuyện đó là cái chuyện đó là chuyện hết sức là logic. Làm sao mà có cái chuyện mà một cái chính phủ nó không có cái ý thức làm cho quốc gia giàu mạnh thì mà tự nhiên cái quốc gia giàu mạnh được, phải không? Nó không có thể nào mà nó tự nhiên nó giàu mạnh được. Muốn có một cái việc gì nó có cái lớp lang, nó có đầu đũa, nó có cái nguyên nhân nó đưa tới cái kết quả, nó phải có cái hành động, nó phải có kế hoạch, chứ không phải là tự nhiên nó mới như vậy được. Nó đâu phải là cây cỏ đâu
một cái xã hội loài người, một cái đất nước nó phức tạp, nó có đa diện đa dạng, đâu phải là một cái chuyện là tự nhiên nó tự phát mà nó tốt được, thấy không? Huống hồ chi cái nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện giờ nó chỉ đổ dồn công sức vô nó tô vẽ cái vỏ, thì tất nhiên cái quốc gia đó nó chỉ có tốt cái vỏ thôi, làm sao mà nó tốt được cái ruột? Có nghĩa là cái ý thức của một cái chính phủ nó dẫn tới cái hành, nó dẫn đến cái kết quả của một cái đất nước như vậy. Ví dụ như một cái đất nước như cái đất nước Việt Nam, chính phủ không có cái ý thức làm cho cái đời sống người dân tốt đẹp, thì tất nhiên cho đến ngày giờ này các bạn thấy bao nhiêu người dân khổ sở trên cái đất nước Việt Nam, nó rõ là như vậy. Nếu mà cái chính phủ không có cái ý thức về cái chuyện vinh nhục cho một cái quốc gia, thì đương nhiên nó sẽ dẫn tới một cái đất nước Việt Nam bây giờ nó yếu hèn, nó bị khinh thị. Nó cái chuyện đó nó rõ ràng là như vậy. Mà nó còn tệ hơn nữa, nó không có ý thức vinh nhục cho một cái đất nước, mà nó biết rằng là cái chuyện đó là chuyện vinh, cái chuyện đó là cái chuyện nhục. Cho nên nó bào chữa, nó mới lấp liếm cái chuyện vinh nhục thành những cái chuyện màu mè giả tạo khác. Ví dụ như nó nói đến cái chuyện là bạn hữu hảo hữu 16 vàng bốn túc để nó che đậy cái nhục gọi là cái nhục đớn hèn, cái nhục quỵ lụy, cái nhục lệ thuộc một cái quốc gia khác, phải không? Có nghĩa là cái chính phủ đó nó biết cái nhục, nó biết cái vinh, chứ không phải nó không biết. Nhưng mà tại vì cái việc nó bảo vệ cái đảng của nó quan trọng quá, cho nên nó đành phải vừa nhục mà nó phải vừa dối trá nữa, để mà nó bảo vệ cái nhục đó, nó bảo vệ cái vị trí đớn hèn đó. Thì cái đó là cái ý thức rất là rõ. Mà cái ý thức rõ như vậy, nó không có cái ưu tiên, nó không có cái ý thức cho quốc gia, không có ý thức cho đất nước, không có ý thức cho con người, thì đương nhiên là nó phải đi tới một cái kết quả, một cái đất nước tan nát chứ gì, phải không? Cho nên đó, mình phân tích như thế này á, không phải là mình nói mình vơ đũa cả nắm rằng là dân Việt Nam ngày giờ này không có cái ý thức, nó không hẳn như vậy. Mình thấy rằng là một cái số rất là nhỏ người dân Việt Nam vẫn có ý thức, nhưng mà cái con số đó nó quá sức là nhỏ nhòi. Ý mình nói là ý thức đúng mức, ý thức thật sự nó nhỏ nhòi quá. Phần lớn người dân Việt Nam bây giờ chỉ có ý thức trong một cái khuôn khổ rất nhỏ, rất hẹp, và cái ý thức đó là ý thức được ban phát, và cái ý thức đó là ý thức được cho phép. Có nghĩa là đúng theo cái định lượng là đảng và nhà nước cho phép người ta ý thức đến một cái mức nào đó, phải không? Cho nên cái người Việt nhân Việt Nam này á, nó hoàn toàn không có một cái thứ tự do để mà ý thức một cách đúng mức, mà chỉ ý thức theo cái kiểu đóng hộp. Và họ rất ít người thoát ra khỏi cái hộp đó, tại vì họ biết rằng là họ ý thức được một điều là nếu mà họ thoát ra khỏi cái hộp đó thì họ sẽ bị trừng phạt. Cho nên nó rốt cuộc các bạn nhìn chung nguyên cả một cái đất nước, một cái xã hội phần lớn là cứ ngồi trong cái ý thức, ngồi trong cái hộp, và ý thức trong cái giới hạn trong cái hộp đó. Nhưng mà thực sự không mấy người ý thức được một điều rằng là không có thể có ai trói buộc được cái ý thức và cái suy nghĩ của mình. Nó khổ là như vậy. Ví dụ như mình ngồi đó mình ý thức một cái điều rằng là cái đảng này làm sai, cái chế độ này làm sai, nó có nguyên cả một cái bộ sậu toàn là những cái tên gọi là bất tài và bất lực. Chỉ cần suy nghĩ như vậy không là đã có ý thức rồi. Nhưng mà mình suy nghĩ như vậy, ai làm mình, làm gì mình, ai biết gì? Và khi mà 1 triệu người cho đến 10 triệu người cho đến 90 triệu người trên một cái đất nước họ cùng có cái suy nghĩ, họ cùng có cái ý thức như vậy, thì tự nhiên nó có một cái sức đẩy vô hình mà những cái thứ tồi tệ, dối trá và ác độc của một cái chế độ, của một cái đảng chính trị như đảng Cộng sản nó không thể tồn tại được. Tại vì tự nhiên nó đẩy con người đến một cái chỗ gọi là họ phản kháng rất là bình thường, một cách rất là bình thản. Đó. Phải không? Cho nên cái chuyện mà ý thức hồi nãy giờ mình phân tích đó, là mình nói đến cái chuyện gọi là cái hậu quả của cái ý thức, hoặc là cái gọi là ý thức sai, hoặc là cái không có ý thức đó. Mà khi mà mình nói đến cái chuyện hậu quả, nó có một cái điều rất là đáng buồn
là người dân Việt Nam phần lớn họ không có muốn nghe tới cái hậu quả cho đến khi nào cái hậu quả đó nó xảy ra với chính họ. Họ không muốn biết cái hậu quả cho đến khi nào chính họ là nạn nhân. Nó khổ là như vậy. Mình có một số bạn trên Facebook. Trong cái khoảng thời gian đầu khi mình bắt đầu chơi Facebook á, mình viết những cái bài bình luận này kia nữa khác, mình viết những cái status. Có một số bạn vô nói chuyện với mình rất là hằn học. Họ cho rằng là mình là cái thứ gọi là thù địch, là cái thứ người là ở nước ngoài mà chở mỏ về Việt Nam, nói xấu, bôi bác, xuyên tạc, vân vân và vân vân. Thì thật sự lúc đó mình cũng tìm cách, mình nói một cách rất là nhẹ nhàng, mình khuyên bảo những người đó. Nhưng mà họ không nghe. Cho đến vài năm gần đây, họ bắt đầu họ mới mở mắt ra. Mà các bạn biết là họ mở mắt ra từ cái gì không? Từ cái kinh nghiệm đau thương của chính họ. Chứ không phải là từ những cái điều mình nói đâu. Những cái người trong cái đất nước Việt Nam cho đến ngày giờ này họ vẫn có một chút tiền của. Họ vẫn có thể kiếm sống được. Chắc chắn họ không dựa cái suy nghĩ của họ, họ không có đặt để cái suy nghĩ của họ trên cái nền tảng lẽ phải. Họ không có đặt cái ý thức của họ họ trên cái chuyện đúng và sai. Họ không đặt, họ không không quan trọng và không đặt cái nhận thức của họ dựa trên cái chuyện đạo đức. Mà cái chuyện đó nó xảy ra khi nó chỉ thúc đẩy họ nghĩ đến những cái chuyện như vậy khi nào họ biến thành nạn nhân. Ví dụ một người nào đó trong gia đình họ tự nhiên bệnh tật ngã xuống cái rập, gia đình khốn đốn bán hết của cải để mà có tiền để mà chạy nuôi nuôi bệnh một cái người thân trong gia đình, thì lúc đó mới bắt đầu nhận thức, cái bệnh viện này nó khốn nạn quá đi, cái bệnh viện kia nó khốn nạn quá đi, đó con tôi đó nó bị ung thư đó là tại vì đó nó hít không khí độc, nó ăn đồ ăn độc, nó uống thức uống độc. Đến khi nào mình mới là nạn nhân thì mình bắt đầu mình mới chửi rủa. Mà ngay cả cứ chửi rủa đi chăng nữa, ngồi chửi rủa một mình. Tại vì trước kia những cái người đã là nạn nhân trước kia mình thì ngoảnh mặt mình làm ngơ. Thì làm sao mà có một cái người nào cùng đồng cảnh với mình sẽ ngồi lại để mà giúp đỡ mà an ủi mình nữa. Phải không? Cho nên đó là một cái điều rất 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 là đáng buồn. Thì khi bây giờ mình nói đến cái chuyện cái ý thức nó bị đóng hộp, nó bị trói buộc buộc, làm sao mình vượt ra được được cái chuyện đó. Cái quan trọng đầu tiên khi một con người nghĩ đến cái chuyện nghĩ đến cái chuyện ý thức á, thì cần phải hiểu và cần phải biết chính xác những cái thứ xảy ra xung quanh họ. Đấy không? Nếu mà không hiểu, không biết, không thấy, không nghe, hoặc không muốn hiểu, không muốn biết, không muốn thấy, không muốn nghe thì bỏ tay. Tại vì nó đâu có một cái chất liệu gì để mà mình hình thành cái ý thức đâu. Nó không có một cái thứ gì để mà mình hình thành cái ý thức thì làm sao mình cứ giống như mình bị mù, mình bị điếc, mình cứ bịt tai lại, mình bịt mắt lại, mình không có nghe, không có thấy những cái chuyện xung quanh mình thì làm gì mình có ý thức. Thấy không? Ví dụ một cái người mình đi ra ngoài đường mình thấy một cái người phụ nữ bị mấy con côn đồ nó đè xuống nó đánh. Mình giả vờ, mình làm lơ, mình nhìn chỗ khác nhưng mình không thấy. Thì làm sao mà mình có cái ý thức là đó là một cái hành động khốn nạn vũ phu, mình phải dừng xe xuống, mình phải can thiệp để mình bảo vệ người phụ nữ đó. Đúng không? Thì mình không thấy, mình giả vờ mình không thấy, mình đi luôn cho nó khỏe, cho nó khỏi, nó yên thân mình thì làm sao mà nó có đi tới một cái hành động. Đó. Bây giờ mình đặt ra những cái chuyện đơn giản là tại 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 sao cái con người Việt Nam không có cái nền tảng ý thức và họ không muốn ý thức. Tại vì cái nói cho cùng á, trong cái xã hội mà nó càng bị áp đặt, càng nhiều sợ hãi thì cái con người lại càng muốn mù lòa, càng muốn chọn cái gì mà nó dễ nhất. Nó đơn lại giản như vậy. Thì bây giờ làm sao để mình vượt ra cái hộp mà giới hạn đó? Là mỗi người phải giúp cái người bên cạnh mình ý thức được cái chuyện đó. Ý thức được cái trách nhiệm của mỗi người trong cái xã hội, ý thức được cái nền tảng đạo đức. Phải không? Những cái mình nói cái này á, có nhiều người vẫn không có hiểu, tại vì người không có hiểu rằng là làm sao mà mình đem ra những cái ví dụ mà coi như là cụ thể, xác thực, trực diện, trực quan
để mà mỗi cái con người trong cái đất nước Việt Nam họ có những cái hành động, những cái phản ứng đúng mức. Làm sao mình cho mỗi con người ý thức thức một cái chuyện rất là đơn giản. Ví dụ như mỗi lần mà họ thấy một người Trung Quốc, mỗi lần mà họ thấy một cái sản phẩm Trung Quốc trên cái đất nước Việt Nam mà họ làm ngơ, thì bây giờ mình thử mình ngồi mình tính toán trong bao lâu nữa thì đất nước Việt Nam nó rơi vào tay Trung Quốc. Cái đó là cái bài toán khó. Nhưng mà mình vẫn có thể có cách mình giúp cho họ thấy được được cái điều đó, thấy được cái kết quả của cái điều đó. Ví dụ như mình một ngày mình thấy một người Trung Quốc, ngày hôm sau mình thấy 10 người Trung Quốc, rồi một tháng sau mình thấy 100 người Trung Quốc, rồi 3 tháng sau mình thấy cả hàng ngàn người Trung Quốc trên cái đất nước Việt Nam. Đó. Hoặc là ngày đầu tiên thì mình chỉ thấy lác đác vài sản phẩm Trung Quốc gọi là độc hại. 3 tháng sau hay thấy 6 tháng sau mình đi cái chợ Kim Biên mình thấy sản phẩm Trung Quốc tràn ngập trên cái đất nước Việt Nam. Thì mình phải nhận thức được rằng là cái đất nước Việt Nam nó đã rơi vào tay Trung Quốc. Nó đơn giản như vậy. Cái đó là cái ý thức của con người trong cái xã hội. Chỉ cần có một, nó gọi là tiếng Anh nó gọi là cái common sense. Có nghĩa là chỉ cần có một cái bản năng tự nhiên về cái chuyện nhận xét, về cái chuyện gọi là mình phải có cái bản năng để mình đối phó, để mình tồn tại là đủ có thể thấy chuyện đó rồi. Phải không? Cái đất nước Việt Nam, cái dân tộc Việt Nam nó đâu có tệ hại đến cái độ mà cái con người Việt Nam mà không còn một chút cái bản năng nào để mà có thể tự vệ mà tồn tại được. Nó không thể nào mà đi tới cái mức mà nó thê thảm đến cái mức như vậy được. Phải không? Bây giờ làm sao cho mỗi người, mỗi người Việt Nam ý thức là mỗi lần họ không dám nói, mỗi lần họ không dám nghe, không dám thấy. Và cả một cái đám đông 90 triệu người dân đều không dám nói, không dám nghe, không dám thấy. Thì cần bao nhiêu lâu cái dân tộc Việt Nam nó trở thành một cái dân tộc yếu đuối, vô cảm và bạc nhược? Chỉ cần một ngày thôi các bạn. Bây giờ các bạn nhìn nhìn cái thực tế đi. Cứ nhìn thực tế hiện giờ đi. Trong một ngày có 90 triệu người dân mà 90 triệu người dân đó không dám nói, không dám nghe, không dám thấy, không dám làm cái gì hết. Thì rõ ràng đó là một cái dân tộc nó yếu đuối, nó vô cảm, nó bạc nhược gì nữa. Chứ ví dụ như mình thấy trong một ngày mà chỉ còn 10 triệu người có phản ứng mạnh mẽ thì chưa chắc là cái dân tộc đó nó yếu đuối, nó bạc nhược. Đằng này nó chỉ có một nhóm người người ta có phản ứng, chỉ có một nhóm người lên tiếng nói thôi. Còn một cái số đông còn lại chỉ cắm cúi làm ăn. Đó. Rồi một cái số đông khác á, thì cắm cúi bảo vệ chế độ, mà bảo vệ đó phải là cái chất thật và cái sự phát triển, cái sự cái giá trị thật đâu. Cái đó là toàn là những cái thứ hư ảo, những cái thứ vẽ vời, những cái vỏ bọc giả tạo, không cho không có cái gì thật hết á, phải không? Có nhiều người cũng không thấy được những cái họa trước mắt, họ nói giờ mình sống chung với Trung Quốc có sao đâu. Tại sao không có giúp cho họ thấy là từ năm 1948 đến năm 1979 Trung Quốc luôn luôn là hữu hảo bạn bè với lại Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. À, viện trợ không biết bao nhiêu là đạn dược, vũ khí, tiền bạc, thậm chí binh lính luôn. À, môi hở răng lạnh. Mà tại sao đến năm 1979 Bắc Tư Lệnh đem quân qua giết hàng vạn người Việt Nam ở ở cái vùng phía miền Bắc gần biên giới? Hả? Nếu mà họ là hảo hữu, tại sao họ làm chuyện đó? Tại sao vẫn nghĩ rằng là mình vẫn có thể mình sống với Trung Quốc được? Chẳng lẽ cái người Việt Nam không có đủ cái trí tuệ để mà thấy được là cái sự thật nó là như vậy à? Phải không? Nếu mà không muốn thấy, không cái đó không có chứng minh được thì tại sao không có thử tìm hiểu trong suốt hơn 60 năm qua Trung Quốc nó đã chiếm và nó đối xử với dân chúng những cái quốc gia như Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng ra sao? Phải không? Mà cũng đừng có nói chi đâu xa đó, ngay trước mắt nè. Tại sao nói cái câu là mình sống với Trung Quốc cũng được, trong khi đó
Không có một cái quốc gia nào nó gọi là nó là bạn bè hữu nghị với mình mà nó lại tống qua cái quốc gia của mình, đất nước mình toàn là những cái thứ gọi là độc hại hết á. Phải không? Tại sao Trung Quốc nó không cho phép, nó không để cho Việt Nam tống những cái thứ độc hại của Việt Nam và Trung Quốc, mà tại sao chỉ có 1 triệu? Rồi khi mà mình mất nước, coi như là nó nắm trong tay hoàn toàn cái đất nước Việt Nam, nó có coi dân Việt Nam ra cái gì đâu, mà sống với nó cũng được, nó đâu có để cho dân Việt Nam sống đâu. Bây giờ chưa, coi như là nó chưa có nước nuốt trọn bộ cái đất nước Việt Nam, mà nó đã đối xử với cái đất nước Việt Nam và cái con người Việt Nam như vậy, thì đến mai sau này nói là sống với Trung Quốc có sao đâu là sao. Chứ cái ý thức và cái nhận thức nó quá sức là giới hạn, nó quá sức là phi lý, cho nên nó mới đi ra những cái hành động và những cái nhận định như vậy, phải không? Có nhiều người vẫn không cảm thấy thuyết phục cái chuyện là mình phải có ý thức và cái hành động. Bây giờ mình đừng có nói đến cái chuyện gọi là tư tưởng cao vời cái con khỉ gì hết, mình nói đến cái chuyện cái ý thức cái đời sống của mình thôi. Làm sao mỗi con người trong cái đất nước Việt Nam ý thức là họ uống bao nhiêu thứ nước uống, họ ăn bao nhiêu thứ thức ăn, họ va chạm với những bao nhiêu cái đồ dùng độc mỗi ngày, thì sẽ trong bao nhiêu lâu họ sẽ bị bệnh tật, trong bao nhiêu lâu họ sẽ bị ung thư, thậm chí trong bao nhiêu lâu nữa họ sẽ chết. Đó, những cái chuyện đó là những chuyện hết sức là đơn giản. Ngay cả những cái người mà coi như là va chạm với lại thuốc sâu, thuốc rầy, nông dân họ cũng biết điều đó. Ngay cả những cái người công nhân va chạm với những cái hóa chất làm việc chỗ này chỗ kia, họ cũng ý thức được cái chuyện đó là cái chuyện độc hại. Mà tại sao người dân Việt Nam không ý thức được cái chuyện mình ăn những cái quả cây độc, ăn những cái đồ ăn độc, ăn những uống những cái thuốc uống độc, mà mình vẫn có thản nhiên mình làm lờ giống như là không có chuyện gì xảy ra, phải không? Cho nên mình nói cái chuyện ý thức ở đây á, không phải là những cái ý thức gọi là cái cấp vĩ mô to lớn ghê gớm gì hết, mà mình nói ý thức ngay cả những cái chuyện hết sức là đơn giản. Thì mình tóm gọn như này: muốn có ý thức thì phải có kiến thức, mà muốn có kiến thức thì phải có giáo dục, và muốn có giáo dục mà phải là giáo dục một cách khai phóng và một cách tự do thì mới có thể ý thức. Chứ còn cái chuyện mà giáo dục đóng hộp màu mè giả tạo giống như giáo dục của xã hội chủ nghĩa là nó cũng không, nó đè bẹp, nó bóp nát cái ý thức con người. Cho nên mình lặp lại: muốn có ý thức thì phải có kiến thức, mà muốn có kiến thức thì phải có giáo dục, mà cái giáo dục đó phải tự do và khai phóng. Mà muốn có cái giáo dục tự do và khai phóng đó, thì phải vượt thoát những cái kềm tỏa, những cái kiềm chế của cái chế độ, đặc biệt là cái chế độ độc tài cộng sản, thì mới có đạt được như vậy. Thấy không? Cho nên đó, muốn làm, muốn đạt được cái gọi rằng là phải có ý thức đúng mức, mà phải ý thức giá trị, thì phải dẹp bỏ cái chế độ, thì mới có những cái điều kiện để mình xây dựng cái ý thức. Nhưng mà đây là cái chuyện là nó nói chuyện con gà với quả trứng rồi. Rõ ràng hiện giờ vẫn chưa có ý thức và vẫn chưa có thoát khỏi được cái sự kiềm chế của chế độ. Vậy thì bây giờ hỏi là làm sao để mà có ý thức trong cái thời đại thế giới mở ngày nay? Nó không phải là những cái thời như là thời bao cấp, cái thời mà bế quan tỏa cảng nữa. Cái mạng internet, cái mạng xã hội là cái cánh cửa mở rộng để cho mỗi cái con người trong cái đất nước Việt Nam họ rỉ tai nhau cái kiến thức, họ giúp nhau về cái vấn đề giáo dục, họ giúp nhau về cái vấn đề lý luận, họ giúp nhau về cái vấn đề nhận thức. Những cái thứ kềm kẹp của cái chế độ nó làm cho cái việc gọi là lan tỏa kiến thức nó khó hơn một cách chính thức, một cách chính thống. Nhưng với cái thế giới mở trên cái mạng xã hội ngày nay á, cái sự kềm kẹp đó nó càng ngày nó càng yếu. Có nghĩa rằng là cái cơ hội để cho mỗi cái con người trong cái xã hội vẫn có cái điều kiện để mà lan tỏa cái kiến thức, lan tỏa cái giáo dục, lan tỏa cái lý luận, lan tỏa cái nhận thức, để mình đi tới những cái ý thức đúng mức, rồi nó đi ra tới những cái hành động đúng mức hoặc là giá trị, nó không có còn khó nữa, phải không? Mình
Xin tóm gọn lại, như một người mình đã sống ở nước ngoài 30 năm, mình thấy một cái điều, một cái sự khác biệt hết sức là quan trọng, hết sức là căn bản và nền tảng. Cái sự khác biệt giữa một cái đất nước Việt Nam đau khổ, nghèo nàn, bế tắc với một cái quốc gia giàu có, hùng cường, hạnh phúc, nó chỉ nằm ở cái chỗ. Thứ nhất, cái ý thức của những người sống trong cái gọi là xã hội chủ nghĩa, nó luôn luôn nó bị hạn hẹp và nó què què cục. Trong khi đó, cái ý thức của những cái đất nước mà nó tự do, nó giàu có, nó hùng cường, là ý thức nó luôn luôn nó khai phóng và nó rộng mở. Nó không có một cái hạn chế, nó không có một cái hộp nào, nó không có một cái lề gì nào hết. Đó là một cái nền tảng hết sức là quan trọng. Cái ý thức khác nữa, nó có sự khác biệt là ý thức của những người Việt Nam trong một cái đất nước đau khổ, nó luôn luôn là cái ý thức bào chữa và tự xoa dịu. Khi mà ai đó phê bình một cái chuyện gì tồi tệ đến đất nước Việt Nam, thì theo cái bản năng luôn luôn tìm cái cách để mà bào chữa, rồi theo cái bản năng luôn luôn tìm mọi cách để mình xoa dịu nó. Trong khi những cái đất nước mà họ mạnh mẽ, giàu có, hùng cường thì họ rất là tự tin. Phê bình họ, họ tiếp nhận. Tại vì cái ý thức trong đầu họ là ý thức vươn lên và ý thức hướng tới những cái thứ tốt đẹp. Đó. Thì trước khi mình kết thúc cái live stream hôm nay á, mình xin nói rằng là những cái phân tích của mình ở đây á, không phải là mình chỉ trích hay là mình trách móc, mà mình chỉ đưa ra những cái nhận định rút tỉa từ những cái trao đổi của mình, những cái quan sát của mình. Và những cái điểm mà mình rút tỉa ra là những cái điểm hết sức là căn bản. Nhưng mà không may người Việt sống dưới cái chế độ cộng sản bao nhiêu năm nay họ quên đi, hoặc là họ không được giáo dục cho nên họ không biết. Rồi nó đi tới cái chỗ nó bị đè nén cho nên họ không muốn biết, họ không muốn nghe, họ không muốn 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 thấy. Cho nên mình làm cái live stream này là mình mong cái năm 2018 là cái năm mở đầu cho cái ý thức thật sự của người Việt. Từ cái ý thức thật sự của người Việt nó mới dẫn đến những cái hành động thực sự và cụ thể, thì mới có thể thay đổi được cái đất nước Việt Nam, mới cứu được cái đất nước Việt Nam. Mình xin nhắc lại một một cái ý hết sức là quan trọng để mà mọi người nghe và chiêm nghiệm. Ý thức mà sâu và rộng thì nó mới dẫn đến cái hành động ở cái mức độ bền bỉ và vững chãi. Cái ý thức cạn và hẹp thì nó dẫn đến những cái hành động ở cái mức độ ngắn và yếu. Cái ý thức mà không có thì tất nhiên nó không có bất cứ một cái hành động nào hết. Và tệ hơn hết, ý thức sai thì chắc chắn nó đem đến những cái hành động sai. Hy vọng đây là cái tiền đề cho năm 2018 và bên xa hơn năm 2018, để mà người dân Việt Nam nói chung tìm một cái điểm mốc để bắt đầu có những cái ý thức và những cái hành động thiết thực để mà thay đổi cho đất nước Việt Nam. Cho phép mình tạm dừng cái live stream hôm nay ở đây và xin một phút để mọi người có cái cơ hội chia tay nhau và chào nhau. Xin chào. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói đến sự tích biển cả. Rồi các ông gì, các ông Trung Quốc, Trung Quốc à, đúng rồi, cái thằng Phọc Mô Sa đó, cái thằng đó đó.